Em Út xin chào tất cả các anh chị em mình, chúc anh chị em mình một ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Hôm nay em Út xin giao lưu rất vui cùng anh chị em mình một cây linh sam siêu bông ưu điểm nha cả nhà. Cây đã đang ra được rất là xanh tốt và đang ra hoa luôn nha anh chị em mình. Cây này là linh sam siêu bông ưu điểm nha cả nhà. Lá sẽ nhỏ hơn linh sam siêu bông và hoa sẽ tím đậm hơn linh sam siêu bông nha cả nhà. Cây này thì hình rễ là 26 nha cả nhà. Em đo dưới rễ là 26, còn trên cổ rễ là 18. 18 là khúc này 18 nha cả nhà. Còn phần dưới đây là 26, trên cổ rễ là 18. Chiều cao của cây từ cuối rễ đến ngọn trên này là 18 cm nha cả nhà. Còn chiều dài từ rễ cho đến ngọn bên đây là 30 cm nha cả nhà. Anh chị em nào ý thì nhắn tin alo em Út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Một cây linh sam siêu bông ưu điểm nha cả nhà ơi. Cây rất là quái luôn nha. Hiện tại thì cây đang ra hoa nha cả nhà. Ra rất là nhiều tược. Nếu anh chị em mình về thì chọn những tược chín và vào kẽm giúp em Út nha. Em để tược như vậy để cho anh em mình thích cái tược nào thì sẽ để cái tược đó nha. Anh chị em ưng ý thì nhắn tin alo em Út nha cả nhà. Đây, cái màu tím rất là đậm nha anh em. Đậm hơn linh sam siêu bông nha. Lá cũng nhỏ hơn lá linh sam siêu bông luôn. Rễ cũng rất là quái luôn nha cả nhà.